mình đang chạy xe máy từ thành phố Cao Bằng để tới thác Bản Dốc. Đây, đây là cái khung cảnh đường đi. Rất là tuyệt vời. Về mặt đường thì khá là đẹp. Và bên cạnh thì bên con đường thì len lỏi bên bên cạnh bên vách núi một cái khung cảnh vô cùng thơ mộng, len lỏi các con suối. Rất là mát mẻ. Hiện tại bây giờ là đã là 8:30 sáng rồi, nhưng ngoài trời rất là mát, sương vẫn đang còn mơ mịt trên những ngọn núi. Alo Phương nhé. Alo. Bây giờ để con đường đi thác Bản Dốc, anh em mình tới đây thì bỗng dưng bị lạc đường. Thank you.
từ thành phố Cao Bằng để lên tới trên đây thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô chùa ha. Mà thấy cao quá. Nó đây hơi xe. Chùa leo chùa nó không có nhóm mặt cả luôn á. Đây là có chùa gì ta. Chúng ta mình không đi tham quan xong mà hai vợ chồng mình sẽ quay lại. Dốc bây giờ anh em mình đang đi mua vé để vào bên trong thác. Đây là quang cảnh bên trong. Nha, vô. Đây là cái vé. Đây là vé vào thác Bản Giốc các bạn nhé. Thì giá vé là 40.000 người. Và kèm theo đó là một cái bảo hiểm. Vé bảo hiểm không dễ sợ thôi. Quên thôn đó. Đó, hiện tại trên tay mình đây là vé vào thác Bản Giốc. Bây giờ thì mình đang di chuyển vào bên trong rồi nhé. Lấy nhìn từ trên cao thì cực kỳ đẹp các bạn. Đây là bạn đồng hành với mình. Anh em đi cả tuần này đi khắp Tây Bắc rồi. Đây là bãi gửi xe ô tô. Đây mình dọc vào cổng các bạn nhé. Đây là cổng. Rồi. Đây. Đây là cổng vào trong bên trong thôi. Phía xa các bạn đó là thác Bản Giốc nha. Đây đi cũng đây. Đây là bên này là Việt Nam, bên kia là Trung Quốc. Đúng rồi, một bên là Việt Nam, một bên là Trung Quốc. Chúng ta sử dụng này. Còn hai bên kia là Trung Quốc rồi đó. Bên này phần của Trung Quốc. Thì bên này Việt Nam mình bán vé, bên kia Trung Quốc cũng bán vé. Nhưng mà đẹp như trong hiền. Hả? Chúc mừng anh. Thác này là biên giới luôn á, thác biên giới giữa hai nước. Chắc là thác bên Canada. Cái này là Mỹ, bên kia là Canada. Nói cái hơi gì vậy? Đây là bên trong khu Trung Thánh Thái Phật Đất ở Trung Đàm Thủy. Đây họ bán rất nhiều quà luôn. Không có gì mua quà gì không? Mua áo. Bảo mà liêu.
Bên đây ông ở Trung Quốc. Làm xong. Chúc mà ngon hơn. Tôm tôm bẻ bùa. Hả? Tôm có là tao cái này. Nhìn lại hết là tấm mặt thể hả? Thế nói cái này nhanh lên xì nó. Cái gì ấy? Phía trước là thác bản nhất rồi, phía dạo bè nữa rồi đó. Dạo bè đó. Đây dòng sông. Chúng tôi đi bè quá chụp hình được đó. Đây là thác bản dốc bạn nhớ. Có thác không Phương? Thác này rất đẹp các bạn ạ, thật sự đẹp giống như các bạn thấy trên những cái video người ta quay bằng live cam á. Các bạn thấy bên này là của Việt Nam mình sử dụng, còn bên kia là khách Trung Quốc. Ở đây thì vẫn có các anh biên phòng, anh bộ đội ở đây canh giữ ở đây các bạn nhé. Đây các anh đều đứng ở đây. Mỗi anh đều đứng góc canh gác. Hai vùng biên giới càng qua cái là quán liền không hả, càng qua cái là quán liền không hả, càng qua hơi dứt liền á, đẹp quá. Thấy đây rất là đẹp nhá. Đây là hai đường đứng trên này chụp ra cầu không đứng nữa đứng nữa này rồi. Các bạn nhìn phía bên kia là của Trung Quốc, vùng đất của Trung Quốc các bạn nhé. Ở đây thì đó, lúc nào cũng có những anh bộ đội canh giữ bên đây, trực bên đây. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi Diễn,